hết hồn mà tưởng Phan Đinh Tùng. Hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Quốc Bình, em 29 tuổi, em đến từ Buôn Thuột. Em làm nghề là họa sĩ. Đây là bà xã của em. Dạ, em tên là Đinh Thụy, 28 tuổi. Em là nhà thiết kế thời trang và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là hai bạn cùng làm nghệ thuật hết đúng không? Dạ. Thì là quen nhau trong môi trường nào ta? Dạ, hai vợ chồng em là quen nhau khi tụi em luyện thi lớp để học vẽ để vô trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thì tụi em học chung với nhau gần một năm trời, là tới gần kỳ thi đại học á. Thì thầy hướng dẫn có nói là khuyến khích là hai vợ chồng này nên đứng cạnh nhau để bổ sung cho nhau. Thì vì riêng em thì em có cái nét vẽ nó rất là cứng và thô, thì nhìn tranh mình nó không có có mềm mại. Còn ông xã em thì vẽ rất là mềm, rất là dịu dàng, nhưng mà bù lại thì thiếu những cái nét nhấn nhá để làm cho nó sinh động hơn. Nhưng mà cũng cũng nhờ cái một phần đó đó thì em được cạnh đứng cạnh cô ấy thì em mới bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu thấy thích cái cá tính mạnh mẽ của cô ấy. Nhưng mà lúc đó thì thật ra em á là em ôn thi 3 năm trời rồi, cho nên đó năm nay mà không đậu nữa là không ổn nữa rồi. Lại là lớp 3 năm dạ, là mặc dù em rất là thích cái cá tính của cô ấy, nhưng mà em nghĩ thôi mình không có dành thời gian cho cái chuyện đó, mình phải tập trung vô cái việc ôn thi đã phải, buộc phải đậu vô trong trường. Lúc mà thi xong thì đến ngày mà trước khi mà em đi về á, cái em bắt đầu em mới chợt nghĩ với, nếu mà lỡ mà năm nay mình rớt nữa không biết còn cơ hội gặp cô ấy nữa không. Cho nên quyết định là sáng hôm sau quay nhà cô ấy luôn. Qua nhà là dạ, thì nói chung là khi mà qua em rất là bất ngờ. Thấy sớm tự nhiên mình nghe mở cửa thì mình mắt nhắm mắt mở mà cùng đùa đi ra rồi nhìn ngáo ngác. Mình nhìn ảnh, nhưng mà ảnh thì bình thường thì rất là oai vệ. Em không biết tại sao buổi đó lại đứng khép sát vào cánh cửa, coi đứng như con mèo. Đứng khép nép vậy hả? Dạ, khép lắm luôn á. Thì cơ chào là thôi là chào anh thầy nhí. Đúng là cái giây phút đó là như là em bị xét tắm hay sao á. Rồi em thấy là anh này sao vậy đó, mà thấy còn gì vậy, không làm sao. Cái là khép lắm đúng không? Nãy em nói dạ đúng rồi, khép lắm. Có mình chung em khép kiểu gì luôn á. Đâu khép sao đâu. Rồi sao nữa? Dạ, sau khoảng thời gian đó thì khi đi về thì tụi em vẫn liên lạc với nhau, rồi cứ là khi nào có kết quả thì báo, thì cũng là rất là niềm vui là hai vợ chồng em cùng đậu vô một lớp. Thì cứ hứa hẹn đi lên rồi gặp nhau vui vẻ, thì em rất là trông mong, rất là háo hức, nhưng mà cái sự thật nó rất là phũ phàng. Sao sao? Dạ, ảnh gặp em ảnh lơ, coi như là chưa từng quen biết. Thật ra thì do là mình không gặp mặt nhau, mình nói chuyện qua điện thoại, nói chuyện cho nắm được cái ý là mình cũng thích nhau. Nhưng mà đến cái lúc mà xuống á, cái tự nhiên em nghĩ gặp mặt á, mình thấy ngại quá, không biết làm sao đây. Không biết. Dạ, em quyết định em lơ luôi. Trời đất ơi, tôi cũng đàn ông rồi mà sao? Dạ, tôi gặp phụ nữ mà có cảm tình, bây giờ tôi gặp 10 năm đi nữa tôi vẫn có cảm tình. Dạ, không, lúc đó thì em vẫn có cảm tình lắm, nhưng mà em tự nhiên không biết mình gặp mình phải cư xử như thế nào cho nó hợp lý. Và em quyết định là khó quá, mình lơ luôn. Rồi sao? Thấy anh lơ rồi sao? Không lẽ lơ luôn? Dạ không, tính em rất là, nói chung mình rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng. Gọi là tính manly đó. Dạ đúng rồi, hơi bị man một tí. Em mà muốn cho ra chuyện, bữa đó là anh ở cái túc xá, cái em đi kéo anh lên phòng anh. Em muốn nói chuyện. Cái vụ kéo lên phòng nói ghê lắm anh ơi. Dạ, như lúc đó đang đứng dưới lớp, cái tự nhiên kịp tay em cho em muốn lên phòng với chị anh. Trong lòng hết sức eo lắng, không biết cái vụ gì đây, không biết mình gây ra tai nạn gì nữa. Nhắc lên xong nó cũng không đóng cửa làm gì. Tôi có đoạn này phía kia nữa. Em hết hồn. Cái đóng cửa xong cái quành lại nói với em, từ giờ anh rõ ràng đi. Cái em không biết là rõ ràng chuyện gì. Rõ ràng chuyện gì. Cái cô em mới kêu chứ, giờ chuyện hai đứa mình á, anh rõ ràng đi. Em không biết giờ chuyện mình là chuyện gì nữa. Cái em thấy lo lắng quá. Cái đang suy nghĩ á, mình phải xử sự thế nào. Em quyết định là thôi đi vô giường của mình, ngồi để mình suy nghĩ câu giờ. Em vừa mới đi, cái chụp tay em lại, kéo ngược lại luôn. Dạ, mình làm gì? Kéo ngược em lại mới kêu chứ. Anh là bạn trai em nha. Quá manly. Ảnh thì ảnh không trả lời trợ vốn gì hết, ảnh cứ im lặng, nhưng mà ảnh gật đầu, ảnh cười tủm tỉm. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến hay sao, không biết, cái tự nhiên em nhào tới em hôn ảnh. Trong trường hợp này bạn này bị cưỡng hôn. Dạ. Trời đất ơi, cưỡng hôn hả? Cái vụ này em là nạn nhân.
mình nói thiệt nha, mình là người đàn ông này nhưng mà chưa bao giờ tìm được cái cảm giác mà gọi được một người phụ nữ cưỡng hôn. Bây giờ kể cho nghe coi, cái tâm lý cái người đàn ông mà lần đầu tiên bị cưỡng hôn vậy sao? Cảm xúc. Dạ, cảm xúc. Em lúc đó là em không kịp phản ứng hết á. Mình chưa kịp định hình gì hết, nhưng mà lúc đó phè. đang hôn thì không biết làm sao cửa lại mở. À. Dạ, có một bạn học trong lớp thì bước vô thấy. Thường quá. Thấy cái rồi cũng thấy cảnh đó, lại quay đi thì hai đứa cãi nhau ra. Vậy dạ, dạ rồi đi xuống lớp luôn. Đó, sau khi lấy nhau về thì thấy có cái điều gì đó nó không như lúc quen nhau. Do tụi em là hai quê nên là đám cưới thì hai nơi. Nhà trai thì đãi ở trên Buôn Mê Thuột. Khi mà đám cưới buổi trưa xong á thì về nhà thì ở nhà vẫn còn bàn ghế chén bát cũng tương đối là hơi nhiều. Thì em thì cô dâu mà mình thì được trang điểm tóc tai lùm lum la hết rất là mệt. Nên mình được chị dâu dẫn đi gội đầu massage. Thì em cứ đinh lên trong đầu là mình được đi về thì ở nhà mình có chồng mình ở nhà mình phải dọn dẹp xong hết rồi. Nhưng mà khi về nhà thì hỏi ơi, cảnh còn y nguyên. Sao vậy? Nhưng mà em tìm chồng em hoài mà em không thấy đâu hết. Em hỏi chị kia là chồng em đi đá banh rồi. Thôi đang đứng chân hững như nè, cái ba chồng mới tới, ba chồng nói là thôi con thông cảm cho nó đi, nó làm nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ gì kỳ vậy? Dạ em không thắc mắc lắm, tại vì mà em cũng nghệ sĩ mà em học trường lớp ra mà cũng nghệ sĩ lắm mà cũng buồn lắm hả? Tự nhiên nghệ sĩ sao bây giờ cái ngày quan trọng gì bỏ đi đá banh? Dạ không, lúc đó em tụi em cưới là buổi trưa cho nên là đã tiền xong á, cái bạn bè rủ đá banh, cái mình cũng ham vui rồi thôi mình về thay đồ đi luôn. Dạ, cũng hiện tượng lạ đó chứ thường á thì cái đám cưới xong rồi chú rể là mệt nhoài rồi. Dạ. Sau đó thì những cái gì bất ngờ đối với em nữa? Dạ cũng tiếp tục vô tư và vô tâm đó. Ảnh làm ở trên tòa nhà Yêu Thao trên đường Cộng Hòa. Thì nhà em đi về thì tương đối là hơi xa. Anh nói là theo cái lịch giờ làm việc của ảnh là 5:30 là tan ca. Nhưng mà ảnh kể cho em một cái lịch rất là logic. 5:30 tan ca mà từ tầng 7 đi xuống lấy xe rất là đông thì phải mất nửa tiếng là phải tới 6 giờ. Mà từ 6 giờ mà từ đường Cộng Hòa đi về đến nhà kẹt xe thì hơn 1 tiếng là phải gần hơn 7 giờ. Nên thôi mình ở lại công ty mình ngồi đi, mình đừng có gửi khí độc. Ở đấy cũng thả rồi mình đi về, đằng nào cũng phải kẹt. Rồi thì trong lúc rảnh rỗi vậy á thì ảnh làm gì thì em biết, nhưng mà em cũng tin là thôi kẹt xe ảnh đi về trễ vậy thì không sao. Nhưng mà vài lần là em lên đón ảnh về á, mà không bữa nào bị kẹt xe hết. Mà em khờ ghê luôn á, em nghĩ là em khờ dã man luôn á. Anh nói em hên á, tự nhiên có em đi là nó hên, nó không kẹt xe. Thì em cũng tin, gần có 10 lần hả. Nhưng mà sau này thì gặp một bạn trong công ty, bạn mới tiết lộ rất là bí mật. Mày mới lấy chồng mà sao mày để chồng mày trên công ty chơi game tới 7 giờ tối mới về. Dạ, về nhà chơi là chơi game thì bà xã cằn nhằn đúng không? Dạ, cho chắc là lúc mà chồng về sớm á, chắc em hay bắt nấu cơm, nấu nước phụ em hay là lau nhà, lau cửa phụ em cho nên tìm cách trốn á, đúng chưa không? Chưa bao giờ có chuyện đó hết. Dạ, chưa bao giờ. Chứ hai đứa là ở riêng hay là ở với ông bà này? Dạ, lúc mà lấy nhau xong thì tụi em ở chung với một ông anh. Em quên mất là còn chuyện tình tiết rất là hấp dẫn hơn nữa. Là ở chung với ông anh mà sợ anh buồn, kêu em đi làm về sớm nấu cơm hai anh em cùng ăn. Mà chồng đi không về, sao không thấy em buồn hay sao? Khi tới trời. Chồng nói vợ là sợ anh của mình buồn. Anh chồng đúng không? Dạ đúng vậy. Sợ anh mình buồn em phải về sớm nấu cơm. Nấu cơm. Hai anh em ăn cho vui. Bảo không về. Ông ở lại ông chơi game. Hả? Ngoài cái vấn đề ông mê chơi game thì ông còn mê cái gì nữa không? Dạ, nói chung là ảnh có nhiều thứ em mê quá, em cũng không thể liệt kê ra được. Ví dụ như bây giờ một tuần đi làm thì tới thứ sáu nghỉ, thứ bảy chủ nhật là hai ngày cuối tuần để dành cho gia đình, nhưng mà em cũng không thấy mặt ảnh đâu hết. Dạ thì bình thường á, những ngày trong tuần em đi làm, em làm về trễ rồi, tối em phải ra ngoài tiệm coi tiệm cho giờ, tối mới về tới nhà là đến 10 giờ tối rồi. Mà em á thì đúng là em có khá là nhiều cái niềm đam mê, em rất mê thể thao, em thích chơi game, em cũng thích đi chụp hình rồi này nọ. Em đặc biệt nữa là em rất là mê ngủ. Cho nên cái cuối tuần á là em ngủ tới trưa xong em dậy uống xong uống cà phê với bạn. Thì cái nhu cầu hợp lý không anh? Uống cà phê với bạn, uống cà phê với bạn xong cái hứng thú thì mình đi làm một cơ pizza. Pizza xong cái đến chiều á thì đi đá banh. Cái tối em về thì tắm rửa cơm nước xong cái làm chơi với con gái, chơi với con xong cái cuối tuần thì hay có mấy chương trình thể thao tụ họp trực tiếp thì em rất mê đá banh cho nên là em dành thời gian cho con. Có như là mất 2 ngày. Anh ấy quá bận rộn, niềm đam mê quá nhiều.
anh ấy mê nhiều quá, anh mê khủng khiếp luôn vậy đó. Tôi hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này rồi á, anh mê những cái đó đó, nó chút ông mê vợ nhiều hơn đi. Theo chị, sao em không thay đổi một chút xíu thôi? Ví dụ là em đi uống cà phê với bạn, hoặc là thậm chí em đi đá banh, em có thể rủ vợ với con em đi theo để mà mình khoe vợ khoe con mình sung sướng chứ bộ. Đúng không? Đừng có để vợ mình cảm thấy là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì rất là tội nghiệp. Còn em muốn vợ thay đổi gì không? Hay bị bà căng nhằn lắm. Căng nhằn thôi đúng không? Ngoài ra còn gì nữa không? Với lại vợ em thì cái tính khá là men, cho nên sự một số vấn đề nó hơi bị cứng. Em cũng muốn mà xã em giải quyết vấn đề nhẹ nhàng hơn một chút. Ví dụ như nói chuyện với mình mềm mỏng hơn chút thì em sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ và nhiều hơn là hiện tại bây giờ. Không, vậy là hợp lý em, hợp lý. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà muốn muốn vợ mềm thì mình phải bớt mê. Rồi, thực sự là rất ngưỡng mộ hai đứa đó nha. Tại vì một cái cặp này rất là đẹp đôi. Đẹp. Ừ. Chị cảm giác là ngoài những cái nhỏ nhỏ đó thì cuộc sống tụi em rất là hạnh phúc, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn.